Hello Lù, xin mến chào các bạn hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn biến tập 1100 One Piece. Cuộc chiến của hai kẻ thức tỉnh trái ác quỷ Luffy và Rose Lucy. Sau khi CP không xâm nhập SZ Bang 05 đã chạy ra ngăn cản CP không bọn chúng làm loạn. Trước sự ngăn cản của Saka Bang 05 không chịu nghe vẫn để ngoài tai. Kết quả báo Lucy đã cởi áo biến thành dạng lai và dùng một đòn hạ gục Bang 05 trong vòng một nốt nhạc. Lúc này Luffy đang hớn hở chạy tới thì bắt gặp cảnh tượng này. Luffy tức giận hỏi Lucy là ngươi làm hả Lucy nói đây là nội bộ của chính quyền đừng nhúng tay vào. Luffy trở nên tức giận ta không cần biết ngươi đến đây làm cái đếch gì nhưng cô bé này đã cho ta đồ ăn. Bên kia tại sở hải quân sau khi biết băng mũ rơm cũng đang ở SG thì chó đỏ trở nên tức giận. Khôn kiếp tình thế càng lúc càng trở nên phức tạp. Vậy có nghĩa là Vegapunk đã nhận ra việc CP không đang nhấm vào lão. Nếu CP không muốn khêu chiến thì phải hỏi qua ý kiến của chó đỏ ta trước bởi vì nếu như Vegapunk liên minh với mũ rơm thì quân đội hải quân sẽ bị thủng một lỗ rất lớn. Lúc này chó đỏ ra lệnh cho Kizaru nghe chiến thuật rồi lập tức tới Edget. Nhớ bảo thằng báo Lucy phải dáng chờ hải quân tới bằng mọi giá không được giao chiến với Luffy. Trở lại đảo Edget nơi này đang hỗn loạn. Jinbe và Chopper phân chia nhỏ vác người nhỏ lớn vác người lớn. Lúc họ muốn rời đi thì thấy Luffy đang muốn đấm nhau với Lucy. Luffy hỏi Lucy ngươi đã làm gì nhưng Lucy lại nói không biết. Chopper và Jinbe đã can ngăn nhưng chắc có lẽ không thành công. Bên kia Kaku và Stussy cũng khuyên hết lời nhưng cuộc chiến định mệnh này chắc chắn sẽ phải diễn ra. Ánh mắt ta chạm nhau với bao kỷ niệm xưa lúc Luffy lao nhanh tới đấm nhưng Lucy đã cản lại tạo ra một luồng phong man. Lucy hất tay lúc Luffy ra và bắt đầu tấn công. Sau khi Luffy dùng những cú đá hất Lucy ra xa thì cả hai đã bút haki cùng nhau đối chiến. Bất ngờ Luffy chụp tay tung đòn tới thì Lucy đã biến mất sau đó trưởng Luffy văng đi xa. Lucy đi tới và hỏi hình ảnh trên tấm truy nã của Luffy. Luffy cười nhẹ nói ngươi tò mò về nó hả sau đó hít một hơi thật sâu. Sâu thẳm bên trong một giai điệu quen thuộc của sự tự do lại một lần nữa vang lên theo từng nhịp đập khiến Luffy bừng tĩnh. Luffy để cho sự tự do đó được giải phóng tạo ra một luồng phong ba mạnh mẽ. Cơ thể Luffy bắt đầu biến đổi theo từng điệu nhạc hóa thân thành thần mặt trời Nika theo từng nhịp chống ba bùm. Những luồng haki đen ngòm đánh tới làm cho Lucy trở nên phấn khích. Luffy tự do biến đổi hình dạng khiến Chopper và Jin Be lần đầu được thấy cũng trở nên kinh ngạc. Lucy thì rất hào hứng vì tận mắt chứng kiến Luffy thức tỉnh. Bất ngờ chớp nhoáng Luffy lao tới đấm bay Lucy vào tòa nhà. Sau đó Luffy vui đùa trước sự bất ngờ của những người bên trong phòng lab. Saka thấy vậy liền truyền tín hiệu đến cho Vega băng. Bên ngoài Luffy vui vẻ gọi bồ câu đâu ra đây. Bên trong Lucy tức giận sự kiêu ngạo của người làm ta thật khó chịu. Những cơn gió thổi qua cơ thể Lucy bắt đầu biến đổi đầy mạnh mẽ những ngọn lửa bắt đầu xuất hiện bao quanh cơ thể tạo ra những luồng sấm sét hủy diệt lucy từ từ bước ra với hình dạng ngạo nghễ lúc phi đừng tưởng chỉ có người mới thức tỉnh trong phòng lab nami rất bất ngờ vì lucy có hình dáng hoàn toàn khác trước lucy lao nhanh tới với tốc độ cực nhanh khiến saka rất vui vì đây là một hình ảnh hiếm có nhìn vào tốc độ và hình dạng thì có thể nhìn ra lucy đã thức tỉnh trái doan bên ngoài mắt lúc phi tuy bị lé do lucy di chuyển quá nhanh nhưng cũng né kịp đòn của hắn Luffy phủi đít rời đi khiến Lucy tức giận đuổi theo. Kết quả Lucy điên cuồng phá nát nơi này khiến Chopper và Jinbe khóc thét. Cứ tưởng chỉ có một con báo ai ngờ giờ có hai con. Bên kia Vegapunk vội vàng chạy vào tìm Saka để xem trái ác quỷ thức tỉnh nhưng Saka đã rời đi. Vegapunk liền hỏi hình dạng này của Luffy tên là gì. Nami nói chúng tôi cũng không biết đó không phải là năng lực của trái cao su à. Vegapunk tra thông tin thì đổ mồ hôi vì trong bách khoa toàn thư của trái ác quỷ cổ đại không nhắc tới trái cao su. Usopp thì một mực vẫn tin rằng đó là trái cao su vì Luffy đã giới thiệu. Vegapunk nói trong cậu ấy giống hệt như vị thần được miêu tả trong các văn tự cổ đại. Lúc này Sanji cho rằng Vegapunk đã già lầm cẩm Luffy chỉ là một tên ngốc thôi. Vegapunk nói là tôi đang nói tới một chiến binh tự do sự vui vẻ của người đó đem lại nụ cười cho mọi người. Đồng thời cũng được biết tới như là Thái Dương thần Nika. Nami lúc này rất bất ngờ vì trước giờ chưa từng nghe bởi vì nó đã xóa sạch khỏi dòng lịch sử. Thế nhưng chừng nào khát vọng của nhân loại còn thì nó vẫn sẽ luôn luôn tồn tại. Tất cả chúng ta đều có khao khát và trái ác quỷ là hiện thân của những khao khát đó. Chúng muốn khám phá những con đường tiến hóa khác nhau dẫn tới đích. Thái dương thần Nika giống như một tồn tại hoàn toàn xa lạ sinh ra từ những hoán đổi vô hạn của trí tưởng tượng. Vegapunk nói đó là một trong số ít giả thiết của ta dù mọi người có tin rằng thần tồn tại hay không, nhưng có một điều chắc chắn chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ diệu. Bên ngoài Luffy đã bút Haki và cùng tung nắm đấm vào Lucy hai đòn haki đối kháng mạnh mẽ đã tạo ra những luồng haki đen ngùm thổi bay mọi thứ xung quanh. Bên dưới Sentomaru đang xem Lucy đuổi bắt Luffy thì Vegapunk gọi tới. Sentomaru tỏ ra bực bội vì hôm nay là chủ nhật mà lão già này lại gọi đi làm. Ông muốn tôi trợ chiến cho CP không đúng không? Vegapunk nói không phải thế bởi vì bọn điệp vụ CP không đang muốn thủ tiêu tôi cậu giúp tôi đuổi chúng đi được không? Vegapunk còn nhắc đến tình xưa nghĩa cũ lúc trước đã giúp Sentomaru thoát nghèo trong quá khứ. Sentomaru lúc này tức giận vì bị đưa vào thế phản bội chính quyền. Vegapunk nói tùy thôi cậu cứ làm sao thấy hợp với lương tâm mình là được. Bên kia Kaku thấy bên Sentomaru có tận 3 Seraphim nên hắn đã ra lệnh cho S gấu tới tiêu diệt. Nhưng không ngờ lúc này Sentomaru ra lệnh ngược lại cho S gấu xử lý hết bọn CP không của chính quyền. Lúc này Kaku kiểu bỏ mẹ rồi chip thẩm quyền của Sentomaru lớn hơn của mình. Thế là S gấu đã thổi bay tất cả đám lính của bọn chính quyền. Các cấp độ thẩm quyền của các Seraphim gồm 4 mức. Cao nhất là ngũ lão tinh thứ hai chính là tiến sĩ Vegapunk, thứ ba chính là Sentomaru. Cuối cùng chính là người giữ chip thẩm quyền giống như Lucy và Kaku. Lúc này Kaku nãy ra một ý là nhờ ngũ lão tinh ra lệnh Seraphim, nhưng Stussy nói vô ích vì truyền lệnh qua ốc sên truyền tin sẽ không có hiệu lực. Lúc này Kaku giận Lucy vì không tính tới chuyện này trước, bên kia Lucy vẫn ra sức đuổi bắt Luffy như con mồi. Luffy thì cười vui vẻ sau đó xoay cánh tay đấm xuống mặt đất làm cho mặt đất tấn công Lucy. Bên kia Sentomaru ra lệnh cho S rắn dẫn Chopper và Jin be lên trên phòng lab. Còn S diều hâu và S cá mập giữ chân CP không? Lúc này bên kia Jin be nói với Chopper có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Nhìn đám nhóc da nâu kia trông giống như các thất vũ hải. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng đến chuyện chúng sẽ nhân bản chúng tôi. Bên kia Lucy tấn công bằng ánh sáng. Luffy kéo dài cánh tay lao tới nhưng Lucy đã né làm Luffy cắm đầu vào cây dừa. Nhưng lúc Luffy dùng cây dừa để bật lên thì Lucy đã không né được. Luffy cười khoái chí và gọi Sentomaru là tay dìu đã lâu không gặp. Sentomaru tức giận bởi vì lúc nào Luffy cũng gọi tên mình một cách kỳ quái. Ngươi đừng quên chúng ta là kẻ thù đó nhưng ngươi sẽ cho ông già Vegapunk trốn theo cùng à. Luffy nói ừ tôi đã đồng ý về chuyện đó. Sentomaru nói ta không biết liệu có thể trông cậy vào ngươi không. Nhưng ai mà nghĩ ngươi sẽ trở thành một tứ hoàng còn cái hình dạng đó của ngươi là sao? Bất ngờ Lucy vụt đến dùng móng vuốt của mình đâm xuyên qua ngực của Sentomaru. Đòn đó khiến Sentomaru phải ngã gục trước mặt của Luffy. Lucy nói khi ngươi chết thì lũ Seraphim sẽ nghe theo lệnh bọn ta. Thế là tập 1100 đã hết. Cuộc chiến giữa báo Lucy và Luffy ai sẽ là người chiến thắng? Kết cục của báo Lucy thế nào mời các bạn đón xem ở phần sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật hàng tuần trên kênh của mình. Các bạn nhớ like và ủng hộ mình nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn. なんでまだ立てる。<laughs> ハハハハハハカイドウを怒らせては本末との間だない話この身には神の名がニカ屋上に。